Thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chuyên gia đó là thiểu năng tuần hoàn não là gì và những nguyên nhân nào gây thiểu năng tuần hoàn não ạ? Thiểu năng tuần hoàn não nó là một cái thuật ngữ từ thời xa xưa rồi người ta dùng, nhưng bây giờ người ta không dùng nữa bởi vì là nó cơ thể cái não điều chỉnh rất là tốt. Thế tuy nhiên là nó là cái từ mang tính dân gian, nên trên là một người thôi thì cũng hay dùng. Vâng. Thực chất thiểu năng tuần hoàn não thì nó nói cách khác là thiếu máu não đấy, hoặc là rối loạn tuần hoàn não. Tên khoa học của nó là cerebrovascular disorder đấy, là cho nên là đúng là phải là thiếu máu não hoặc Vâng. là rối loạn tuần hoàn não Vâng. đấy. Chứ còn cái thiểu năng tuần hoàn não hiện nay thì người ta gọi là tùng dân gian ta dùng thôi, đấy là cái nhất. Thế cái nguyên nhân cái tại sao nó dẫn đến thì ta biết rằng thế này đấy, khi mà cái lưu lượng máu lên não ấy, bình thường lưu lượng máu não lên não trung bình là khoảng 55 cho đến 55 ml trong 100 gram não trên một phút, tức là nó dao động từ 50 cho đến 70 75 ml trong 100 gram não trên phút, đấy là trung bình đấy. Thế mà khi mà nó thiếu máu lên não hay vì một lý do nào đó thì lưu lượng của nó thấp hơn dưới 50 thì xác định đó là một cái thiếu máu não đấy. Thế vì thiếu máu não thì nó sẽ có một cái là nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến não, bởi vì bình thường não nó chỉ có chiếm 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng 20% lưu lượng máu lên não và 20% tổng lượng oxy lên não đấy. Thế vì rõ ràng là tế bào não là một tế bào rất là nhạy cảm đấy. Và nếu không có oxy, nếu không có chất dinh dưỡng khác thì nó chết tế bào rất là nhanh. Thế cơ thể luôn luôn phải tự điều chỉnh. Thế thì khi mà cái lưu lượng máu lên não giảm dưới 50 ml trên 100 gram não trên phút thì người ta gọi là thiếu máu não. Vâng ạ. Thế vậy thiếu máu não sẽ có là dưới dạng gì? Thiếu máu não cấp tính và mãn tính. Đấy. Thế cái thiếu máu não cấp tính thì ta biết rồi, rất nhiều trường hợp như là mất máu rồi chấn thương rồi thì là một số các bệnh nhiễm trùng huyết rồi là rất nhiều vấn đề người ta không nói hôm nay, bởi nó cả một lĩnh vực rất lớn. Hôm nay tôi nghĩ rằng là ta chỉ nói một cái là thiếu máu não mãn tính thôi. Và trong thiếu máu não mãn tính nó cũng rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có lẽ rằng là mà ta hay gặp nhất mà người ta ít ý nhất và người ta dễ mắc nhất mà là gì? Nó là một cái mà vữa sơ động mạch, làm hẹp lòng động mạch, và trên những người có bệnh cảnh huyết áp, tăng huyết áp và hạ huyết áp. Đấy. Thế thì cái tăng huyết áp nó sẽ làm tổn thương thành mạch. Cái tổn thương thành mạch nó làm sao thành mạch nó bị vữa sơ lên. Đấy. Và các cái tế bào nội mạc nó bị tổn thương, đấy, trên là các cái lớp cơ lớp trung bì đấy ở dưới nó phát triển, nó tăng sinh lên. Thế rồi các gốc tự do, rồi các sản phẩm oxy hóa, các thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, rồi đại thực bào bám vào đấy. Trên nó sẽ làm hẹp lòng mạch lại. Vâng. Nó hẹp lòng mạch lại thì rõ ràng là gì? Nó là phải đẩy huyết áp lên để có đảm bảo cung lượng máu lên não. Cho nên là cái vòng nó luẩn quẩn. Đấy, cái vòng luẩn quẩn. Ví dụ như hẹp lòng mạch do vữa sơ thì dẫn đến là tăng huyết áp, dẫn đến cái đấy mà vữa sơ động mạch, cái hẹp động mạch thì lại tăng huyết áp lên. Cái đó giờ là lâu dài trường diễn nó dẫn đến một cái gọi là thiếu máu não mãn tính, hay nói khác ta dùng từ là thiểu năng tuần hoàn não. Vâng ạ, vậy thì triệu chứng của bệnh thiểu năng tuần hoàn não là gì và những lứa tuổi nào thì sẽ có nguy cơ cao để mắc thiểu năng tuần hoàn não ạ? Thực ra thì cái triệu chứng này nó lẫn với rất nhiều triệu chứng đấy. Tuy nhiên một cái thiếu máu não và mãn tính lâu dài hay thiểu năng tuần não thì nó có thể dẫn đến trạng thái suy nhược thần kinh, lâu dần dẫn đến suy nhược cơ thể đấy. Thì cái triệu chứng của nó thì có thể nói là một cái triệu chứng của suy nhược thần kinh hoặc triệu chứng suy nhược cơ thể cũng được. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như đau đầu này nhá, thế rồi thì là loáng choáng, hoa mắt, chóng mặt này, buồn nôn này, thế rồi thì rối loạn giấc ngủ này, giảm trí nhớ này, và giảm khả năng lao động làm việc, giảm các phân tích, giảm các cái những vấn đề mà tập trung sự chú ý vân vân, đó là một loạt vấn đề. Nếu mà lâu dài không điều chỉnh thì dẫn đến một trạng thái gọi là trạng thái suy nhược cơ thể mệt mỏi, thế rồi thì là giảm ham muốn, giảm cái khả năng tiếp xúc, khả năng phân tích, giảm năng vân vân, rất là nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc và lao động hoạt động của con người. Đó. Vâng ạ, vậy thì lứa tuổi nào thì sẽ là có nguy cơ cao để mắc thiểu năng tuần hoàn não ạ? Thực ra thì cái bản chất của chúng ta dùng nói với nó cái là đấy là bây giờ nó thường gặp do vữa sơ động mạch, và vữa sơ động mạch thì thường gặp ở những người trung niên và cao tuổi. Vâng. Đấy. Do cả quá trình làm việc thì cái tim nó làm việc, thế rồi thì là cái hệ thống mạch máu nó bị lão hóa đấy rồi vân vân, sơ cứng, nó không đàn hồi, mất đàn hồi cứ thay đi thì người ta dẫn đến đấy. Chứ còn tuổi trẻ thì ít khi có trường hợp này. Dạ vâng. Vâng ạ, như bác sĩ vừa chia sẻ đó là tình trạng thiểu năng tuần hoàn não, đó là chúng ta sẽ có thể bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, và tình
tình trạng này nếu như mà kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất cũng như cuộc sống tinh thần của chúng ta, đúng không ạ? Đúng rồi. À, vậy thì nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời hoặc là điều trị không đúng cách thì có thể gây ra những biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Thực ra trên một cái nền tảng vữa sơ động mạch, một cái nền tảng bị huyết áp, nếu mà chúng ta không biết và không điều chỉnh được, bởi nó là căn bệnh thầm lặng, nó diễn biến từ từ trong cuộc sống con người ở những người trung niên và cao tuổi, nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái nguy cơ. Có thể dẫn đến là cái như ta đã nói là giảm khả năng lao động làm việc, giảm sự chú ý, giảm sự tập trung, đau đầu, mất ngủ, thế rồi giảm các cái ham muốn, nói chung tất cả mọi cái làm ảnh hưởng sinh hoạt. Nhưng tuy nhiên những cái này không phải toàn bộ cơ thể bị đấy, mà nó sẽ bị từng vùng một. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn nhé, hẹp động mạch lên não, hẹp động mạch trong ngoài sọ lên não thì dẫn đến là gì, có thể đối với nhánh động mạch mắt nó bị hẹp thì có thể dẫn đến là mù một mắt thoáng qua đấy, hay là mù hai mắt có thể thế. Đã. Hay là thí dụ như là nếu mà đối với não chẳng hạn, các động mạch trong não có thể dẫn đến là gì, dẫn đến một cái thiếu máu não, dẫn đến cái là tắc mạch não và dẫn đến một cái nhồi máu não vân vân, thí dụ thế đấy, có thể dẫn đến não. Thế đối với tim thì thấy nếu rõ ràng là nếu mà thiếu máu cơ tim, của bộ cơ tim sẽ có những cơn đau thắt ngực đấy, điển hình và không điển hình. Và nếu tắc hoàn toàn một cái mạch đó do mảng vữa sơ do hẹp ấy, nó bung ra thì có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, não và tim có thể dẫn đến tử vong. Thế đối với lại phổi chẳng hạn đấy, có thể gây mà hẹp cái tắc mạch phổi, nó hẹp mạch phổi, hẹp tắc mạch phổi có thể dẫn đến những cái chứng phù phổi cấp và những cái bệnh lý về phổi đấy. Hay đối với lại chẳng hạn những cái động quai động mạch chủ, các khu vực động mạch chủ chẳng hạn đấy, thì hẹp thì có thể dẫn đến hẹp hay quai động mạch chủ, có những biểu chứng hội chứng của đau ngực, đau ngực và có thể thậm chí cũng đi tử vong, vỡ động mạch ra tử vong vân vân. Hay đối với thận chẳng hạn đấy, thì dẫn đến hẹp động mạch thận, mà hẹp động mạch thận dẫn đến là gì, dẫn đến một cái khả năng lọc của thận kém đi, các chất độc không được thải ra đấy. Thế và là một trong những nguyên nhân của tăng huyết áp vân vân. Đối với chi chẳng hạn đấy nhé, thì nếu mà như hẹp động mạch chi chẳng hạn đấy vân vân, thì là có thể tắc mạch chi. Tắc mạch chi sẽ là gì, những biểu hiện là đau tức chi, rồi thì là căng cứng lại, rồi thì thậm chí có thể phải cắt cụt chi vân vân. Đó là những một cái này. Khi mà cái thiếu máu não hay nói các dẫn đến hẹp vữa sơ động mạch ở vị trí cơ quan nào thì cơ quan đó sẽ biểu hiện đầu tiên ngay với những triệu chứng điển hình như trên, với não và triệu chứng điển hình của não, với tim với triệu chứng điển hình của tim, với thận với tất cả các có triệu chứng của nó. Và hậu quả cuối cùng là sao, nếu không được điều trị lâu dài thì rõ ràng là sao, não chỉ huy tất cả các cơ quan khác trong cơ thể, thế và sẽ dẫn đến ảnh hưởng tổn thương tất cả các cơ quan. Và tổn thương các cơ quan là rõ ràng ta thấy rằng là rõ ràng cơ thể một cái suy nhược và bệnh lý mà chúng ta nếu không khắc phục, không điều trị kịp thời, nó có thể rất nhiều tai biến chứng khác. Vâng ạ, vậy thì bệnh thiểu năng tuần hoàn não hiện nay đã có phương pháp điều trị gì chưa bác sĩ? Thực ra thì cái điều trị thì nó là một bệnh thầm lặng lâu dài và người ta ít để ý đến. Trong cái thời đại ngày nay, người ta cái lao động công việc, rồi là những cái mà áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực kinh tế, áp lực công việc vân vân, thì người ta ít để ý đến trên cái bệnh này, cái trường diễn mà thầm lặng. Thế còn điều trị thì khi phát hiện ra người ta mới điều trị được chứ, đúng không? Nhiều khi nó lẫn với các triệu chứng, ví dụ như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, rồi rối loạn trí nhớ, rồi thì tê bì chân tay, một loạt thứ người ta nghĩ là bệnh khác, người ta không để ý đến. Đến khi nặng người ta mới để ý đến. Thế thì chính vì vậy biện pháp điều trị gì, nguyên nhân của nó là như thế, trên là thì có rất nhiều giải pháp điều trị, nhưng một giải pháp điều trị một cách đơn giản nhất là phải thay đổi chế độ làm việc, chế độ tập luyện. Đấy. Ví dụ như là trong cái hàng ngày đây thì chúng ta cứ ngồi lao động theo tư thế gò bó này, thế rồi thì là tĩnh tại này, có khi ngồi cả ngày máy tính 4-5 tiếng mới đứng dậy chẳng hạn, vân vân. Thế thì rõ ràng cái tuần hoàn của não nó sẽ nó sẽ hạn chế đi, là một cái nhất. Cái thứ hai là sẽ là cái tình trạng vữa sơ động mạch tăng lên. Thí dụ đấy là một cái, đấy là do nghề nghiệp. Nghề nghiệp làm việc quá sức quá tải, không có chế độ làm việc sinh hoạt đúng. Cái nhất, cái hai là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống thì chúng ta rõ ràng là ăn nhiều các loại thức ăn có những cái loại cholesterol tự do, ví dụ như là mỡ động vật, ví dụ các thịt phủ tạng, thí dụ như các đồ ăn ăn sẵn, ví dụ chẳng hạn đấy. Thế rồi thì là có những nước mà nước ngọt nhiều, có ga. Đúng rồi ạ. Thế rồi lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá vân vân. Chế độ ăn ít rau xanh hoa quả, tất cả những cái đấy nó đều có thể dẫn đến một cái tình trạng vữa sơ động mạch, dẫn đến thiếu máu não và dẫn gọi là cách là thiểu năng tuần não. Đấy, trong chế độ ăn. Đấy, trong chế độ tập luyện thì rõ ràng gì, nếu như cơ quan hoạt động tốt thì hay thành mạch hoạt động tốt thì đòi hỏi máu đến nuôi dưỡng nhiều. Máu nuôi dưỡng nhiều thì hệ thống tuần hoàn đó nó phải làm việc nhiều, cho tăng khả năng trung giãn lên thì cung cấp máu tốt lên. Thế thì rõ ràng nếu ta không tập luyện nó có thể dẫn đến. Đấy là ba cái nguyên nhân thường gặp hàng ngày, cơ bản nhất là gì? Thứ nhất là do áp lực công việc, thứ hai là làm việc tĩnh tại, cái nhất, cái hai là cho chế độ tập luyện, thứ ba chế độ ăn. Ba cái thì chúng ta phải điều chỉnh ngay. Vâng. Bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh, mà những cái này ta có biết đâu mà điều chỉnh. Thường thế nhất là thanh niên,
Thanh niên thì thông thường thì áp lực công việc nhiều, rồi nhu cầu nhiều, rồi vân vân nhiều thứ trên ít để ý, cậy sức khỏe vân cho ít để ý. Thì đến tuổi trung niên cao tuổi khi nó biểu hiện ra mà thì mới thấy. Đấy là cái thứ nhất tôi nói rằng là những cái đấy ta phải điều chỉnh đầu tiên. Cái thứ hai thì ta có thể điều chỉnh bằng cách khi đã xác định rồi có huyết áp, có mỡ sơ động mạch thì ta phải điều trị bằng thuốc đấy. Có thể điều chỉnh bằng thuốc ngoài chế độ ăn, chế độ tập luyện thì ta phải điều chỉnh bằng thuốc vân vân. Thuốc thì có thể thuốc tây y và có thể các thảo dược vân vân thì có thể là giải pháp thứ hai đấy. Hai cái giải pháp cơ bản nhất trong các cách điều trị của cái thiểu năng tuần não, nó khác là vữa sơ động mạch và rối loạn. Vâng. Vâng ạ, vậy thì Mai Hương thấy là hiện nay là chúng ta đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm từ nguồn gốc tự nhiên để giúp an toàn cũng như là không có tác dụng phụ. Và những cái xu hướng này thì bác sĩ cũng rất là khuyên dùng cũng như là được các bệnh nhân rất là ưa chuộng. Và tiêu biểu cho dòng sản phẩm này Mai Hương thấy đó là có một sản phẩm bảo vệ sức khỏe là Bảo Não An. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là công dụng của Bảo Não An đối với tình trạng thiếu máu lên não được không ạ? Thực ra như là bạn với họ nói rằng là cái quan điểm hiện nay là quan điểm từ lâu rồi của Đảng và Nhà nước ta là gì? Kết hợp hai nền y học, y học hiện đại với y học dân tộc. Đấy. Thế thì rõ ràng hai cái đi song song với nhau. Thì ta nói là cái vị trí của y học cổ truyền, cái vị trí của các thảo dược và thứ khác nó đóng một vai trò rất quan trọng trong này, chứ không phải chúng ta tự nghĩ ra. Thế mà nó có kinh nghiệm cổ truyền là cha ông từ kinh nghiệm rất nhiều rồi. Cho nên là tôi muốn nói như vậy, cho nên là chúng ta cũng đừng có lo lắng, đừng có nghĩ rằng là cái thảo dược không có tác dụng hay cái thảo dược chỉ cái này khác cái kia thôi. Thế còn thì một cái Bảo Não An ấy, như là theo thông tin của cái nhà sản xuất ấy, thì nó có rất nhiều thành phần trong đó. Đấy. Người ta biết rằng cái thảo dược cũng rất là nhiều, có thể hàng trăm loại. Thế nhưng mà những thảo dược nào có tác dụng đối với lại cái thiểu năng tuần não thì chúng ta tập trung vào chúng ta nói. Thế cái sản phẩm này thì tôi thấy rằng thông tin của nhà sản xuất ấy, thì người ta nói nó có rất nhiều, có khoảng 12 cái thảo dược trong đó. Mà những thảo dược này là những cái thảo dược mà nó cũng đã được mà mang tính là cổ phương, cổ truyền mà ta dùng nhiều rồi, dùng đơn giản, dùng tách riêng ra, mỗi cái nó có một tác dụng riêng rẽ của nó trong cái. Nhưng đây là nếu mà nó kết hợp lại thì nó sẽ có nhiều tác dụng. Thì nó có ba cái nhóm tác dụng cơ bản. Ví dụ tác dụng đầu tiên là tác dụng hoạt huyết. Đấy. Hoạt huyết rõ ràng thiểu năng tuần hoàn não thì nó sẽ dẫn đến một cái phải hoạt huyết lên, tăng cung lượng máu não lên sẽ tốt hơn. Thì hoạt huyết của nó sẽ có mấy cái thành phần, ví dụ như là nano ginkgo biloba là cái đầu tiên. Đấy, cái thứ hai trong cái hoạt huyết thì nó còn có cái sản phẩm cái nữa là gì, đinh lăng. Đấy, và là cái thứ hai. Cái thứ ba là citicoline. Thì ta thấy rằng trong mỗi thành phần này thì nó sẽ có dẫn đến là gì, nó tác dụng của nó là hoạt huyết. Đấy, tăng cường lưu thông máu, tăng cường nuôi dưỡng cho não và giảm oxy hóa. Trên mấy cái này nó sẽ dẫn đến là gì, giúp cho chúng ta là cái cung lượng máu lên não tốt hơn. Đấy, cái đầu tiên vậy. Mà những sản phẩm là gần như là những cái sản phẩm mà ta đã nghiên cứu rồi. Đấy là cái thứ nhất trong cái bài thuốc này. Cái thứ hai là nó có một cái thứ hai là vấn đề là an thần. Đấy. Thế thì rõ ràng là gì, trong cái này thì an thần thì nó giúp cho làm gì, nó gồm có những sản phẩm ví dụ như là củ bình vôi chẳng hạn đấy là nhất, hay là cái lạc tiên, thế là cái hai, và cái thứ ba một số các vitamin nhóm B. Đấy. Ba cái này nó kết hợp với nhau, cho nên tôi thấy rằng là trong cái sản phẩm nó có cả kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đấy, có vitamin, có citicoline, nó là y học hiện đại đấy, vân vân. Thế thì từ đấy là gì, nó sẽ dẫn đến giảm đau đầu cho người bệnh, và giảm cái những giảm đau đầu thì sẽ giảm cho người ta làm tăng hưng phấn, tăng làm việc, tăng hiệu suất công việc, tăng khác vân. Đó là một cái gọi là tác dụng an thần, và tác dụng là cái thứ hai đấy, tránh mất ngủ, tránh rối loạn giấc ngủ. Và cái thứ ba thành phần, cái nhóm thành phần thứ ba trong cái này là gì, là nó có tác dụng là dự phòng đột quỵ hay là làm vững bền thành mạch. Thì trong cái này nó sẽ có gồm có trong cái sản phẩm nó sẽ có là cái natokinase. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là nó có cái QMZQ10. Thế và cái thứ ba nó có hoài hoa. Đấy, ta biết rằng tất cả những sản phẩm này, những cái dược phẩm này khi kết hợp với nhau thành trong một công thức, mà công thức này được sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại. Đấy, thì nó sẽ giúp cho ta giải quyết tất cả những triệu chứng là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ. Đấy, rồi là tăng trí nhớ. Đấy, rồi tăng khả năng làm việc cơ quan, rồi chống tê bì, vân vân, tất cả đấy. Thì mỗi một cái nhóm cùng cái nhóm này nó kết hợp lại nhau thì tác dụng nó là như thế. Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì Bảo Não An với hoạt chất chính đó là ginkgo biloba được bào chế dưới dạng phân tử nano. Ginkgo biloba hay còn gọi là bạch quả là một loại dược liệu rất là quý, được sử dụng lâu đời, giúp tuần hoàn máu não. Vậy thì thưa bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là ginkgo biloba được bào chế dưới dạng phân tử nano thì sẽ có ưu điểm gì hơn so với ginkgo biloba được bào chế dưới dạng thông thường ạ? Ta nói một cách đơn giản, tôi thí dụ như là trước kia nhá, thí dụ ta dùng thuốc sắc,
ta phải sắc nhiều ngày, đúng không? Người ta mới ra được các cái hoạt chất, các thứ khác của nó. Đấy. Thế nhưng bây giờ người ta đã đóng thành viên rồi, người ta sản xuất công nghiệp hiện đại hơn thì rõ ràng tiện lợi hơn và rõ ràng tập trung các cái nó cô đọng hơn, vân vân. Thế riêng cái nano ginkgo biloba thì nó chiết xuất từ cây bạch quả. Thứ nhất là nó cải thiện vi tuần hoàn. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai là giãn các mạch ngoại vi. Từ đó nó sẽ làm cho thì tăng thẩm thấu, tăng cái trao đổi chất giữa các cái vi mạch và các tế bào. Đấy là cái rất là quan trọng mà ta rõ ràng là cái này cũng là một cái vị thuốc không những Việt Nam mà cả thế giới ta cũng dùng. Đấy. Dùng. Thế nhưng mà khi mà nếu mà dưới thẳng dưới dạng thô lại dưới dạng trước ấy, thì với bào chế trước ấy, thì rõ ràng hấp thu nó sẽ kém, không có gì hấp thu toàn bộ được cả. Đấy nhá. Và phân tử nó to cho nên nó dẫn đến là rõ ràng là không hấp thu được, không chuyển hóa được nhanh, cho nên là cái tác dụng của nó hạn chế rất là nhiều. Thế nhưng bây giờ nếu người ta dùng công nghệ nano, công nghệ nano là một công nghệ rất mới, rất tiên tiến hiện đại ngay. Thế thì nó tạo ra cả các cái siêu phân tử của cái ginkgo biloba. Thế thì siêu phân tử thì tôi thấy là người ta đã thấy là nó chỉ khoảng là 45 đến khoảng 115 nanomet thôi. Nếu mà ta hình dung gì, nó chỉ bằng 1/5000 của đường kính và bằng 1/5000 cái sợi tóc thôi. Ta thấy rất là nhỏ đấy. Thế thì rõ ràng quá nhỏ, nó sẽ là gì? Nó sẽ len lỏi qua được các hệ mao mạch vi mạch. Nó thẩm thấu được vào trong tế bào nhanh hơn, tốt hơn. Người ta đã xác định nó có thể hấp thu chuyển hóa đến 99% qua công nghệ nano với nano kinh của Giloba là cái nhất. Hay là rõ ràng là gì? Thế nó sẽ thẩm thấu được vào nhiều, nó nuôi dưỡng tế bào được nhiều, cho nên là rõ ràng công dụng tác dụng của nó gấp bội lên rất nhiều, gấp nhiều lần. Đấy là cái công nghệ nano đối với cái sản phẩm ginkgo biloba như vậy. Vâng ạ. Trong phần trên của chương trình thì chuyên gia có chia sẻ đó là bảo não an gồm các thành phần chính như là bình vôi, đinh lăng, đan sâm, lạc tiên, nano ginkgo biloba. Và đây đều là những thảo dược rất là quý đã được khoa học chứng minh là hiệu quả trong việc hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, giúp bền vững thành mạch, phòng ngừa và hỗ trợ xơ vữa động mạch. Vậy thì ngoài công dụng đối với thiểu năng tuần hoàn não thì bảo não an còn có tác dụng đối với tình trạng bệnh nào nữa không ạ? Thực ra thì ta biết rằng trong cái thành phần tổng hợp của bảo não an thì nó có nhiều nhóm tác dụng và nhiều những cái thảo dược nó rất quý. Thế và chúng ta nói là có 3 cái nhóm tác dụng. Nhóm tác dụng là hoạt huyết, nhóm tác dụng thứ hai là cái nhóm tác dụng an thần và nhóm thứ ba là tác dụng của nó trên các cái dự phòng phòng chống đột quỵ. Đấy, và giảm các cái vữa xơ động mạch vân vân. Thế thì rõ ràng là ngoài cái tác dụng gọi là tăng cường tuần hoàn não, chống thiếu máu não mãn tính ấy, thì là nó còn có tác dụng khác là thứ nhất là nó giảm đau đầu. Đấy, giảm chống đau đầu, đấy, rồi chống suy nhược, các việc thần kinh cơ thể là cái thứ hai. Cái thứ ba là tăng cái hiệu suất làm việc của cơ thể. Thế và rõ ràng là gì? Là những cái đấy là những cái biểu hiện thông thường, triệu chứng thông thường nhất của một cái thiểu năng tuần hoàn não hay thiếu máu não. Vâng ạ, vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là lộ trình cũng như là cách sử dụng của bảo não an được không ạ? Thực ra thì nó là một tập hợp của rất nhiều thảo dược và nó có nhiều tác dụng. Nên tôi nghĩ rằng là những người trung niên và cao tuổi là những người dễ dàng mắc các chứng hẹp vữa xơ động mạch, thế và rối loạn tăng huyết áp, rồi thậm chí có cả cái tỷ lệ đái tháo đường, rồi một số bệnh khác đấy. Thế thì những người trung niên và cao tuổi tôi nghĩ là nếu có điều kiện cơ hội thì mình cứ dùng, nếu có thể được mình dùng. Tất nhiên trường vấn đề kinh tế tôi không nói nhưng có thể dùng, bởi vì nó là xác định là gì? Nó là một dạng thực phẩm chức năng và nó có giúp hỗ trợ cho tất cả những cái tác dụng khác. Thế và rõ ràng là cái nhóm trung niên cao tuổi cái tỷ lệ cao độ vữa xơ động mạch rất là cao, tỷ lệ huyết áp rất cao, tỷ lệ rất nhiều vấn đề rất là cao, thì nếu có điều kiện ta cứ dùng. Đấy là cái thứ nhất mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dùng. Thế còn cái liệu trình dùng ấy, bình thường nếu ta dùng một viên một ngày. Còn nếu như mà cảm thấy và nó tác dụng tốt và cảm thấy nó hỗ trợ ta thêm, có thể dùng 2 viên một ngày, vân vân. Đương nhiên là ta hiểu rằng là từ trước nay cũng thế thôi, tất cả các thảo dược ta không thể dùng ngắn được, không thể như Tây y được. Tây y nó có thể dùng ngắn thấy tác dụng ngay, nhưng mà rất nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Đấy, rất nhiều cái không mong muốn mà ta không thể dùng ngay được, và thậm chí dùng lâu nó sẽ có kháng thuốc. Thì cái này nếu như ta dùng các thuốc điều chỉnh chính của Tây y và kết hợp chế độ ăn chú uống, chế độ tập luyện, rồi chế độ làm việc thư giãn nghỉ ngơi vân vân, kết hợp với lại cái sản phẩm này, thì tôi nghĩ nó hỗ trợ sản phẩm này rất tốt và giúp chúng ta giải quyết được các triệu chứng có thể nói là gì, thiếu máu não, có thể nói là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tê bì, mất ngủ. Thế rồi thì là giảm sút khả năng trí nhớ, giảm sút khả năng lao động làm việc, tất cả đấy. Thì tại sao ta không dùng, ta nếu có điều kiện ta cứ dùng. Bởi vì ta đang nghiên cứu, tôi cho người ta đang nghiên cứu rất cẩn thận. Tôi nhắc lại tại sao gì, có rất nhiều những thảo dược, nhưng thảo dược nào phải được nghiên cứu cẩn thận. Đấy, rõ ràng đấy, và nghiên cứu và có tác dụng là cái thứ nhất. Cái thứ hai gì, phải đạt tiêu chuẩn GDP.
phải có công nghệ cao, vân vân, và được Bộ Y tế cho phép thì chúng ta dùng. Người ta đã nghiên cứu rất cẩn thận, đã có thì mà đã cho phép, Bộ Y tế cho phép rồi thì tôi nghĩ là sử dụng rất tốt và không có hại gì cả.